Xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn. Hôm nay mình đi câu cá. Này, mình đang có mặt tại khu du lịch sinh thái Phú Hữu. Các bạn, trong khu du lịch sinh thái Phú Hữu các bạn. Mình đang đi lại chỗ em mình. Khu này là khu du lịch sinh thái Phú Hữu nè các bạn, rất là rộng. Rẻ dữ vậy không? Chỉ ta làm màu hết trơn trời. Không có làm hả? Đến nay không có làm mồi hả? Làm bể mồi các bạn ơi, cho nên câu đại. Dưới hầm này có cá gì Khang? Để anh trả cho, đây là em gái. Để anh trả. Đây nè. Cái này này bể mồi cho nên nó câu đại nha anh Nhân. Nó có bài mồi của nó bị bắt bài. Cái chỗ độc quà đó nghiệp ơi, chỗ cái đám hồi nãy cho đó. Lại đó nhấp lần hơi thế nào cũng có đó. Ngồi đi, ba ngồi đi nè. Ẩm ẩm hả? Ẩm phải không? Chín cá các bạn ơi. Đi qua con bắt cá nè con, đi qua bắt cá nè. Con anh lội cá đó, đi nhanh. Chín cá kìa. Cái gì? Ta ai câu sát thủ gì? Chín cá luôn kìa. Cá vô đẹp hả? Chín cá luôn kìa. Chín cá kìa. Một con cá vô. Chín cá rồi. Ẩm lên. Ẩm lên. Cũng là bữa nay ngày sát thủ. Tàu cái anh là sát thủ đâu. Đây cái này nè. Ghen. Cuối cùng có tàu quả ha. Cá vô đẹp. Quá hay. Cá vô đẹp. Quá hay luôn. Hôm nay có một người cạnh tranh với một cái người cao thủ đó, đất vườn đất nhà. Cái gì kêu đẹp. Quá đẹp là sao? Đó đẹp đó. Là cái miếng đẹp. Cái đuôi nè nè ha, cái đầu nó cục nè ha. À, cái đẹp này ha. Nó có cái đẹp đó. Đó nó hình kỳ. Cái đầu nó cục cục. Tại mà nó không thấy đường nó mới ăn mồi cá này chứ gặp người câu mà chứ câu chuyên nghiệp lên đâu có biết. Nó ăn cái đuôi nó màu đen cái gì. Nó cho bè. Đuôi cho đen mà đuôi nó cho bè. Bên đây nè. Đuôi nó cho bè. Là thành quả là nấm lùng nha. Đây là cái dù đếm nha. Không biết cái gì là cái đủ đếm trên chỗ cái này. Đó đen. Đu nó cho mẹ. Trời ơi cá mà thổi vậy thôi ông ơi. Con cá mà thổi phèo. Ừ thổi đi. Đó, bắt cá bỏ vô. Thành quả của anh này câu quá dữ. Cá tầm lum cá, cá nào dính cho. Anh Nghiệp đã có hai con cá lóc. Anh này là cuộc sống Cần Thơ, Hậu Giang. Cười cái. Cá lóc câu. Câu.
nhìn đã không? Ừ, đúng rồi. Ăn mồi tùm tùm nó đi thẳng sâu dưới nè. Nó cái nhà. Đúng rồi. Thì sao? Nó mình gieo mình lên trái thử lúc cũng sao luôn lên trái. Dính cái chút xíu mà. Cái khu lịch này mới cái ừ. À, gắn dép cho lại chút xíu chưa Nghiệp ơi, chưa, bình tĩnh bình tĩnh. Đang có dấu hiệu là gì đó không biết, đừng bị té con. Ba ấm nè, ba ẩm ẩm này ba. Là được rồi đó. Chưa. Lại để nhẹ nhẹ. Được, nó có gì có dấu hiệu thôi. Mình phải rộng lại, nó mới chết. Được, hai. Hai chú. Em ngồi cái bên, anh ngồi cái bên nó sát cá không? Sát cá đâu phải. Vì cái anh áo sọc sọc nó làm quá, nó đi guồng lum chứ. Cái đó thấy không? Ta đang câu cá mà cái lợi mà đặt thả gọng cá, nó lựa chỗ nào gọng. Đổ vậy này. Hiểu nhau rồi, thì sao nó câu được. Giống như cá ba chồng mà phá. Đó thấy không? Để nguyên đi, yên đi. Đi tới lùi đó, giữ đó. Đúng rồi đó. Nữa. Đó. Đang sự chờ đợi. Nó thử coi có dấu hiệu gì không. Rồi đưa đây cầm cho, leo lên đi. Câu cá này mồi luôn. Đây là con Su, đây nè, chút lại đây, đây con chút nhiều lại con. Ừ. Mày nó giỡn gì vậy? Anh kia dính nữa kìa. Cá lóc. Cái chè con hả vậy? Cái chè con. Anh đã câu sát thủ quá. Con nó có mù mắt không vậy? Nhìn dưới rồi, nó mù hơn hết bên phải không? Đây quay qua đây kìa, thả qua đây nè. Qua đây nè, quay cái thả. Quay qua đây nè. Mà chụp hình cái đi, bắt gì? Chuyển qua cái máy, chuyển qua câu tay bây giờ nè, giận rồi đó. Dính nữa nè, cầu thủ quá. Anh này sát thủ quá, cái chê luôn rồi thấy không? Cái chê gì vậy? Sát thủ quá kìa. Bỏ đi. Bỏ vô ấy đi. Ừ, rộng đi. Nhăn. Ồ, cái chê không đụng cái lóc mà đụng được. Đây là Su. Té lại đây. Thêm con nữa là các bạn. Anh này đúng là sát thủ. À, dân Cần Thơ về Hậu Giang là hạ gục anh Hậu Giang luôn. Không biết mà thấy là hiện tại là đang chiếm ưu thế rất là cao. Chỉ số giờ 3-0. Để thành tích xuất hiện của anh chủ nhà coi như thế nào. Đây là sự cạnh tranh quyết liệt. Rất anh ở khách thì rất khiêm nhường, nhưng mà khách khiêm nhường đâu, nếu mà không khiêm nhường thì sẽ không việc khỏi việc Cần Thơ, phải việc Cần Thơ được, bắt buộc khiêm nhường thôi. Thì đấu đá rất là quyết liệt.
gì gây cắn ở phút cuối. Hãy chờ nghe các bạn, hãy đón xem. Bắt đầu cái anh cuộc sống con nhảy ăn đó, thơ Hậu Giang bắt đầu đi nữa rồi đó. Đó con nhảy mồi. Đó, anh đã đi qua tiếp tục bánh. Khuôn này rất là rộng lớn. Đứng đây thấy ngon ngon, đừng có té nha. Đó, cá không là dữ. Quy trình cái giống như là no á. Giống như là no á. Có đây rồi. Trời, cái da con ẩm. Ẩm. Ẩm mà. Đó, ngồi nhanh kìa. Đó. Nhìn nó tha con hay gì vậy? Đúng rồi. Con heo. Con nhện đây con nhỏ nhỏ nữa kìa. Ẩm heo nè. Ẩm heo. Đứng đây coi đi con. Nó tha con nhỏ đi đâu nữa. Nó kiếm được nước hoa. Tôi con nhỏ. Đi đây nè con. Cái kiếm đường qua là mình cản nó không qua được thôi, mình cho nó đi các bạn. Rồi, đi. Đi câu cá coi. Nhìn thấy cái mồi quá trời bén, cá quậy quá trời quấy quà coi. Nó ăn ba kia không à, nãy nó ăn kia đó. Nó thưởng thức mùi mỡ. Mày ăn đây. Quá. Quá lấy cái bột nãy với cái ao dành. Bột này. Nè ha, để ba nè. Đi không có nói với ba tiếng nào cho nha. Không. Anh kia chuyên nghiệp nó đi là săn là giáp cái bờ hồ luôn á. Rồi giật sấy rồi. Trời ơi, cánh cá bự quá kìa. Vợn lên cho bá luôn nè. Rồi gặp bà cho tiểu phải không? Quá trời cá bự. Thấy à, tao cũng ra gọi đi khác à. Lại thấy đó. Ba lượm cho. Cái gì đây, một hay màu khác. Mặc áo thấy con chó là cá gặp sợ. Hình như lòn tan dây chắc giật dính hay gì đấy.